Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Hôm nay chia sẻ một câu chuyện của một bạn vẫn còn đang ở bên Việt Nam, đang có giấy bảo lãnh và chờ tới ngày phỏng vấn qua Mỹ. Và video này đó, thì cô ấy kể nhiều đoạn nó khác nhau. Nó không có đầu, nó không có đuôi. Nhưng mà mình cũng cố gắng ráp lại thành một video, thì nó dài là 54 phút mấy. Nhưng cuối cùng mình không hiểu lý do tại sao mình làm 4 lần nó đều không được. Cho nên bây giờ mình giận quá rồi. Mình phải chia nó ra làm 3 lần. Mình đăng một lúc luôn cho các bạn nghe luôn. Để các bạn không có bị gián đoạn. Nhưng mà bắt buộc phải ra 3 video. Không biết là tại do phone của mình hay nó bị cái gì thì cái đó mình xin lỗi các bạn. Mong các bạn thông cảm ha. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện. Cô ấy có tâm sự với mình về gia đình của cô ấy. Cái người bạn của mình tên Bích, nhưng mà tên chồng thì không nói ra, cho nên là bây giờ mình đặt tên chồng là Kiệt đi ha. Còn hai cái người vợ chồng kia đó, họ ở bên nước ngoài, mình tránh không nói tên của họ. Mặc dù là cái cô Bích đó muốn nói tên ra để cho những người ở bên Mỹ biết, nhưng mà không được như vậy các bạn. Mình không có quyền nói tên của họ ra. Họ có thể xu ngược lại mình. Cho nên đó là lý do hai cái vợ chồng ở bên Mỹ, vợ mình đặt tên là A, chồng đặt tên là B. Vợ chồng của Bích và Kiệt là ở Việt Nam, quen với lại hai vợ chồng này ở trên mạng xã hội. Họ có buôn bán làm ăn với nhau. Thì 11 năm trôi qua, 3 cái năm sau đó, họ thường xuyên về Việt Nam để xem hàng hóa. Và vợ chồng AB và vợ chồng Kiệt với Bích, họ làm ăn với nhau rất thân. Họ thường trao đổi với nhau về tận nơi để xem hàng và mang qua. Bích rất là đẹp. Năm đó Bích mới chỉ có 37 tuổi thôi. Thì bây giờ 3 năm trôi qua, tức là Bích 40 tuổi, chồng 42 tuổi. Hai vợ chồng rất đẹp đôi mà hạnh phúc. Thì Bích mới nói với lại chồng á, là anh ơi, nhà của mình bỏ không, thôi thì để cho anh chị AB về đây ở đi. Chồng thấy ok, vì làm ăn đã mười mấy năm rồi, rất uy tín, chồng bằng lòng. Vợ chồng anh AB thì lại thấy là họ tốt quá, cho nên là nói là thôi, không có ở miễn phí, anh chị trả tiền. Hai bên giằng co với nhau, thì cuối cùng thì vợ chồng của Bích với Kiệt cũng không lấy tiền. Nhưng mà bù lại thì họ vẫn đi ăn những cái bữa ăn rất là sang trọng tại Việt Nam, ở trong những cái hotel, những cái nhà hàng rất sang trọng. Thì nói chung tất cả đều có qua có lại. Thì cái năm đó đó, hai con của Bích lớn rồi, chuẩn bị vào đi học, mà học trường sinh ngữ ở Việt Nam nó đóng tiền rất là đắt luôn. Cho nên họ bàn bạc với nhau để cho gia đình qua được ở bên nước ngoài. Lý do vì sao? Vì họ muốn cho con họ có tương lai. Chứ thật sự ở Việt Nam là họ quá khá giả rồi. Họ có mấy căn nhà, họ làm giám đốc, họ cho thuê nhà, họ còn có nhà bỏ không nữa. Hai vợ chồng, hai chiếc xe hơi, nói nhiều đó cũng biết là họ khá rồi đúng không ạ? Thì nghĩ tới tương lai của con, cho nên là 4 người ngồi bàn với nhau quyết định Bích sẽ lấy anh B và chị A sẽ lấy anh Kiệt là chồng của Bích. Bích và anh Kiệt ly dị. Cái đợt đó vợ chồng AB về ở Việt Nam tới 3 tháng. Thì trong cái 3 tháng đó đó, trước khi mà họ về Mỹ, là hai bên đã marry với nhau. Trong 3 cái tháng đó họ đi chơi, họ cặp bồ, họ tình tứ, tức là hình ảnh họ có hết. Và tất cả những cái gì mà nói chung trong cái vấn đề bảo lãnh, họ đều đã làm hết. Trong những ngày tháng đi chơi với nhau như vậy thì mọi người xem nhau là bạn, rất là bình thường, không có gì cả. Sau 3 tháng, vợ chồng của anh AB về Mỹ. Một năm sau, hai vợ chồng anh A và B quay về Việt Nam làm đám cưới. Và lần này thì họ ở lâu hơn là tại vì cái công việc làm ăn của họ. Họ xây nhà ở đâu Long Thành hay ở đâu đó, cho nên là cái công việc họ ở Việt Nam rất là lâu trong cái đợt này. Thì trong cái đợt này đó, họ cũng là đám cưới với nhau và đi chơi với nhau.
Thì cái lần này là cái lần phát sinh ra tình cảm thật sự. Anh Kiệt, chồng của Bích, không biết là yêu chị A thật tình hay là lợi dụng thì chính Bích cũng nói là Bích không biết. Nhưng mà lợi dụng cái gì? Lợi dụng về xác thịt hả? Thì cái chị này lớn hơn Bích tới 18 tuổi lận. Mà Bích rất đẹp, trong khi chị lại không đẹp. Chị thì Bích nói là người cái dạng tròn người, tròn mà thấp người, mà mũm mĩm lắm. Thì nói vậy là các bạn cũng biết rồi. Trong khi Bích á, cao, ốm, đẹp, vòng eo có 65 mà, ngực thì ngực sữa rồi. Thì các bạn mình nói như vậy thì các bạn cũng biết là Bích đẹp, với lại là giám đốc luôn luôn là đẹp. Lên xe hơi, xuống xe hơi, nước da trắng, mái tóc dài, không nhuộm nha các bạn, đen và đẹp. Thì so sánh giữa hai người phụ nữ đó thì chắc chắn là Bích phải hơn chị A rồi. Nhưng mà Bích nói có thể vì họ cứ khăng khích với nhau rất là nhiều. Họ đi ngoài đường, họ cho hàng xóm hết tất cả mọi người biết. Họ có thể ngồi lên người nhau, nắm tay nhau, ôm nhau và hôn nhau. Lúc nào cũng có một người nhân viên đi theo và quay những cái video đó. Để anh chi? Để sau này có gì thì làm bằng chứng là họ thật sự yêu nhau. Chỉ có tối là Bích vẫn thường ngủ với chồng Bích, chứ chưa bao giờ mà Bích thấy chồng Bích vắng một đêm nào. Nhưng cái tình cảm của họ phát sinh á, là do ban ngày chứ không phải ban đêm. Bích nói đó là anh Kiệt, anh mê cái chị này không thể tưởng tượng được. Hai vợ chồng gây lộn với nhau, trên giấy tờ thì không còn là chồng nữa, mà vẫn là vợ chồng với nhau ở trong nhà khi cánh cửa đã đóng lại. Đến nỗi mà sau này anh mê đến mức độ anh chửi Bích, và anh nói với Bích rằng em có làm được những cái điều đó cho anh hay không? Cái anh cần em không giúp anh. Cô ấy cũng giúp anh, cô đưa anh lên tới đỉnh luôn. Bích nói rằng là cô làm được cái gì cho anh? Thì bây giờ anh dạy em đi, anh dạy em đi, rồi em sẽ làm cho anh coi. Thì Bích nói Bích không ngờ luôn. Khi mà Bích nói ra câu đó hả, ổng cởi quần ra liền luôn. Và ổng cầm cái đó của ổng đó, ổng đưa vô trong mặt Bích đó, đưa vô miệng của Bích đó. Ổng nói làm đi, mở phim lên mà coi mà làm đi. Bây giờ tôi đầy đủ rồi, tôi sung sướng rồi. Bây giờ tôi hưởng thụ cuộc sống cho tôi. Những người đàn ông kia họ có, họ được vợ họ cưng chiều làm hết tất cả. Tại sao em không làm được cho tôi? Tại sao tôi biết hôn em mà em không biết hôn tôi? Thì người ta hôn tôi, tôi cảm thấy thích thú. Và em phải biết một điều rằng là khi bất kỳ một con người nào, cái gì họ đam mê mà họ được thỏa mãn, đó là niềm hạnh phúc nhất. Nhưng trong quan hệ vợ chồng, đây là chuyện rất bình thường. Người ta làm được, mình làm được. Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, bây giờ mình đầy đủ quá rồi. Tôi muốn tìm những cảm giác lạ, tôi muốn tìm được những cái gì mà bạn bè tôi có được, bạn bè tôi chia sẻ cho tôi. Tôi muốn thử, tôi muốn hạnh phúc. Tôi nói với em rất nhiều lần rồi. Em nhăn nhó, em đay nghiến tôi. Mỗi khi tôi nói ra là em nhăn nhó lên, em giận dữ lên, em bỏ em đi qua phòng khác. Em làm cho tôi bất mãn khi nằm bên cạnh em. Vì tôi và em, chúng ta vừa dùng cái đầu óc, vừa dùng luôn cả tay chân, dành dụm từng đồng xu cắt bạc để có được ngày hôm nay. Bây giờ đầy đủ quá rồi. Bây giờ tôi muốn có một cuộc sống hưởng thụ như những người bạn bè của tôi. Mà mỗi lần tôi nói ra là em chửi tôi, dâm tặc, ghê tởm. Nếu ghê tởm thì cả thế giới này, hết tất cả những người họ làm những việc này cho vợ họ, họ đều ghê tởm hết sao? Tôi giải thích rất nhiều. Em còn nói tôi là đi ra ngoài kiếm mấy con đó đi cho nó ngậm. Tôi không làm. Nhưng mà không, tôi không làm điều đó. Nhưng cái gì đến nó đã đến. Tại sao vợ chồng chúng ta đang hạnh phúc? Chính em là người nêu lên một cái ý kiến, muốn lo cho con, tương lai cho con, mà em bắt tôi phải ly dị. Để rồi bây giờ cái chuyện đó xảy ra. Bây giờ giả hay thật không biết,
Nhưng tôi là đàn ông, tôi trẻ, tôi khỏe, tôi sung sức, mà tôi ở bên một người phụ nữ, mặc dù là họ không xinh đẹp bằng em, nếu so về cái bề ngoài thì thật sự là họ thua em quá nhiều. Nhưng khi tôi ở bên cạnh họ, tôi nhìn thấy được cái sự ân cần của họ, cái sự lo lắng của họ, cái sự họ chiều chuộng một người đàn ông. Mà một điều lạ nữa là họ ở bên nước ngoài mà họ vẫn giữ được cái phong cách, cái tập quán của một người Việt Nam, của một người vợ. Em nghĩ đi, từ ngày mà em giàu có kẻ ăn người ở, em có bao giờ dọn một bữa ăn cho tôi không? Có bao giờ em còn gấp đồ ăn, em bỏ vào chén tôi không? Những việc đó em không còn làm. Những việc đó, ngày xưa, lúc chúng ta còn khổ, em làm thường ngày. Nhưng từ khi chúng ta khá lên, em không còn làm những điều đó cho tôi. Nhưng chính cô ấy đã làm cho tôi nhìn thấy lại được cái quá khứ ngày xưa tôi đã được. Mỗi một ngày, mỗi một giờ cô ấy khi về tới Việt Nam, cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc. Tôi sống lại được những cái quá khứ mà chính người vợ tôi thương yêu đầu ấp tay gối đã không còn làm cho tôi nữa. Và từ từ, đàn ông với đàn bà, xác thịt, cứ va chạm với nhau, cứ đụng chạm tới nhau. Cho nên, tôi nói thật, tôi đã yêu cô ấy. Tôi yêu bằng một tấm chân tình của tôi. Mặc dầu là bốn người chúng ta đều là sai hết, nhưng tôi khẳng định với em rằng trái tim của tôi đã yêu cô ấy. Bây giờ chỉ mong cô ấy có chấp nhận tôi thôi. Trời ơi, Bích nói á, ngày đó cũng là ngày cuối cùng anh Kiệt nói với Bích. Và sau đó anh Kiệt đi ra khỏi nhà luôn. Từ ngày đó đến giờ, Bích buồn lắm. Bích nói rằng là 3 tháng trời Bích nhốt mình ở trong nhà, bỏ bê công ty, hết tất cả, không muốn biết một cái gì hết ở trong nhà. Sau đó Bích hủy với lại anh B luôn, dẹp luôn, không có làm gì nữa, không cần cho con đi nước ngoài và không cần cái gì hết. Dẹp, hủy, dẹp. Thì Bích nghĩ á, mình dẹp thì ổng cũng phải dẹp, không làm nữa, bỏ hết luôn, chỉ muốn lấy lại chồng mình thôi. Nhưng tới bây giờ Bích mới nghĩ ra nó đã trễ rồi. Trái tim của chồng mình đã đặt vào cái chị đó rồi. Khi chồng Bích đi ra khỏi nhà đó, thì đi về nhà của gia đình để ở. Bích biết, cho nên là Bích đi tới gia đình chồng. Vài lần đầu tiên thì họ còn cho Bích vô nhà. Sau đó khi họ biết được cái sự việc là như vậy, chắc con của họ, chắc anh Kiệt tâm sự hay sao đó, họ cấm cửa luôn, họ không cho Bích vô nhà nữa. Với một lý do, cô và con tôi đã ly dị rồi, tôi không chấp nhận cô là con dâu nữa. Cháu nội tôi mở cửa đón các cháu, nhưng đối với cô không được bước chân tới cửa nhà tôi. Bích nói Bích rất buồn. Cho tới một ngày giỗ của ông nội, thì Bích hy vọng rằng họ sẽ tha thứ. Bích dẫn hai đứa con tới cửa. Bà nội vừa thấy Bích, tức là mẹ của anh Kiệt đó, vừa thấy Bích tới thì ra nắm tay hai đứa cháu nội, dẫn vô và kêu người làm đóng cổng đuổi Bích ra về. Bích buồn lắm, Bích nhắn vô message cho anh rất nhiều. Nhiều đến mức độ mà bây giờ anh khóa Facebook luôn. Tức là anh không còn muốn dây dưa gì với Bích nữa. Vì anh nói thẳng với Bích luôn. Cái tin nhắn cuối cùng của anh đó là: cái gì đến, nó đã đến. Thôi thì duyên nợ của chúng ta chỉ có tới đây thôi. Cái sự việc này là em là người khởi xướng lên, không phải là anh. Cho nên là khi làm một điều gì đó thiếu suy nghĩ thì cái hậu quả chúng ta nhận. Bây giờ giữa hai chúng ta, người nào ngậm trái ngọt và người nào ngậm trái đắng, em hãy suy nghĩ và tự biết, đừng làm phiền anh nữa. Trái tim của anh, xin lỗi em, đã trao cho một người khác. Đó là một cái tin nhắn cuối cùng Bích nhận được ở trên Messenger. Và sau đó anh khóa Facebook luôn. Bích mới gọi cho chị A. Cái này là Bích kể cho mình trong cái thời gian 3 năm.
thì Bích không có giỏi được như mọi người. Bích nhớ lúc nào Bích kể lúc đó nha, cho nên các bạn đừng có than phiền là tại sao không có đầu bài, thân bài và kết luận nha các bạn. Các bạn phải biết đây là câu chuyện kể, không phải là câu chuyện đọc. Bích gọi cho chị A, Bích nói với chị A rất nhiều. Thì Bích nói rằng á, chị không có lỗi, lỗi là ở chồng em. Nhưng mà tại sao chị biết là chúng ta làm giả như vậy mà chị còn muốn chiếm đoạt chồng của em? Là tôi, cái này họ người nam nha các bạn, thành ra là họ dùng cái chữ tôi nhiều hơn. Thành ra đôi khi mình kể lại cho các bạn nghe sẽ bị lẫn lộn chữ tôi và chữ tôi ha. Tôi và anh ấy đến với nhau phát xuất từ cái trái tim. Bạn là người đẩy chồng bạn đến bên tôi, và bạn chính là người tạo cơ hội cho chúng tôi đến với nhau. Và anh ấy đã tâm sự với tôi hết tất cả về cái chuyện chăn gối giữa bạn và chồng bạn. Nhưng mà đối với tôi á, thì chúng tôi ở bên Mỹ, vợ chồng chúng tôi những chuyện đó yêu thương nhau mới có thể làm cho nhau được. Sao bạn không nghĩ chồng của bạn biết hôn bạn mà chồng của bạn yêu cầu bạn hãy hôn lại anh ấy, bạn lại ghê tởm và bạn lại nói nặng? Điều đó bạn có nghĩ rằng bạn đã xúc phạm chồng bạn hay không?